Chào các bạn. Trong buổi tối ngày hôm nay, anh Phi sẽ đến với các bạn qua một đoạn clip sẽ giới thiệu về một cái con quay, đó chính là cực địa Thiên Kim. Cực địa Thiên Kim này cũng không xa lạ về các bạn chơi Nado đâu, nhưng mà anh mạn phép xin giới thiệu lại, tại vì cái dòng Nado nó hiện nay đã ra tới Nado 3 rồi. Và Nado đây là một cái sản phẩm của dòng Nado 1, bởi vì một dòng Nado 1, 2, 3 hiện nay đã rất là hiếm hàng. Và anh Phi cũng chỉ có nghiên cứu được cái dòng cái con quay Nado cực địa Thiên Kim này hiện nay vẫn còn hàng để mang về phục vụ cho các em. Thì hiện nay giá của nó cũng chỉ có 119.000 thôi nhé các bạn nhé. Và Nado là một cái dòng quay đã nổi tiếng và định hình rồi. Đây chính là cái dòng Nado 3 của anh Phi nằm ở dưới đây. Cái bàn đấu này cực kỳ lạ và cái con quay này cũng lạ, bởi vì sao? Bởi vì đây là cái phiên bản đặc biệt, nó gọi là bộ tứ chiến thần hội tụ đó các bạn. Nó có bốn con trên một cái hộp như vậy, và khi bốn con này nó khả năng lắp ráp lại với nhau được. Nó có hai cục giật và có hai dây giật, hai khóa và hai đồ giật ha các bạn ha. Nhưng mà anh Phi không giới thiệu về cái này đâu, các bạn đừng hỏi anh Phi, cái này không còn đâu. Anh đợt trước anh Phi lấy về chỉ có 12 hộp chơi cho vui và cũng đã phân phối hết. Và riêng cái hộp này là cái hộp hàng của bạn Bo nhà anh. Và đây là sản phẩm mà anh muốn giới thiệu. Nado 1 thì Nado 2, Nado 3 nó có một cái đặc thù chung với nhau, đó chính là được hình thành từ những cái bộ linh kiện rời. Chẳng hạn như đây là dây giật nè. Đây là khóa nè. Đây là những cái bộ linh kiện rời mà anh Phi sẽ tháo ra cho các em xem ha. Rồi anh Phi sẽ moi ra đây. Và ở đây nó hơi khó chút xíu là bởi vì cái này mình chưa được cắt ra. Đây là hàng ép vỉ cho nên là chúng ta muốn khui nó ra là chúng ta phải cắt nó ra các bạn ha. Và anh Phi sẽ moi ra để các bạn xem đây. Ở đây sẽ là một cái giấy hướng dẫn. Anh cũng không quan tâm lắm, tại anh rất là rành về con quay này rồi ha. Đôi lúc lâu quá nhắc lại không nhớ tên thôi, chứ cái cách lắp ráp thì rất là dễ, không có gì khó hết. Ở đây nó được cấu tạo thành nhiều phần. Đây là cái dòng chiến đấu của nó. Ở đây là cái đệm ha, chúng ta sẽ bỏ vào đây. Và ở đây là cái trục trung tâm ha các bạn ha. Chúng ta bỏ vào, chúng ta xoay nhẹ là nó vô khớp. Ở đây là cái đế. Rồi anh Phi sẽ bỏ cái. Rồi xong. Và chúng ta chỉ cần cái nắp chiến thần để lên. Và cái khóa mặt 4 nha. Mặt 4 cái này là mặt 2, mặt 2 để mở đế và mặt 4 để mở nắp chiến thần. Và chúng ta xoay nhẹ là sẽ xong. Ngay tức khắc thôi. Cái khóa của phần 1 và phần 3 nó sẽ có khác nhau một chút xíu, nhưng về cơ bản vẫn là một mặt 4 ha. Một mặt 4, nó có một mặt 4 để mở nắp chiến thần. Và cái này do này mặt 4 này nó mở cái phần sau, phần phía dưới. Và cái phần này, tại vì cái con quay phần 3 nó có tới hai dòng để mở, dòng trên và phía dòng trong nữa. Và vẫn có một mặt 2 để mở đế ha các bạn ha. Rồi, thì anh Phi sẽ không so sánh nhiều và không làm nhiều nữa. Bởi vì anh Phi muốn giới thiệu thêm về một chút xíu nữa là cái dây giật. Cái dây giật phần 1 nó sẽ thẳng suông như vậy. Và cái dây giật phần 2 thì nó hơi gồ cong lên chút xíu. Và cái dây giật phần 3 thì nó sẽ chặt cạnh ha các bạn ha. Nó chặt cạnh. Nhưng cái bước sóng, cái bước giật của phần 1 và phần 3 nó sẽ có sự khác nhau. Bởi vì phần 3 nó dày hơn và nó thưa hơn. Và phần 1 nó mảnh hơn và nó khít hơn. Phần 1 để tạo tốc độ quay á, thì dây phần 1 nếu mà dây phần nâng cấp á, thì tạo một cái lực quay rất là khủng khiếp. Còn cái dây phần 2 thì cái bước sóng nó không bằng, cái bước nhảy nó không bằng, cho nên cái khả năng tạo lực nó là không bằng dây phần 1. Nhưng xét về độ bền thì dây phần 3 và phần 2 nó bền hơn dây phần 1 các bạn ha. Và anh Phi sẽ giật cái quay phần 1 để như thế nào. Đây nó có hai phần. Cái này là phần đuôi và cái này phần đầu. Và chúng ta sẽ xỏ dây từ phần đầu vào. Và khi xỏ vào, tới đây cũng được, các bạn xỏ từ từ qua cũng được. Mà các bạn khi xỏ tới đây các bạn thấy cái đầu nó giống như cái đuôi con chuột này, nắm kéo ra là xong. Khi các bạn xỏ vô như vậy thì hai cái ngàm này nó mới bóp lại. Anh mở ra cho các bạn xem là nó hả ra nè. Thấy không, nó hở so với cái vòng tròn trung tâm nè. Và anh Phi sẽ đẩy vào. Đó, rồi đây. Đó, nó khít vào ha. Vậy cho nên khi các bạn bắt vào đây nó mới dễ dàng nó bắt dính cái con quay của chúng ta, là do hai cái ngàm màu cam này nó quyết định đó các bạn ha. Và khi chơi thì rất là dễ dàng, chúng ta sẽ giật ra. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đứng chờ xem coi con quay này nó sẽ chạy tới bao giờ nó mới chịu dừng. Nhưng mà anh sẽ dừng lại ha. Bởi vì sao? Bởi vì có một số bạn sẽ hỏi rằng là con Yo-Yo anh Huy đang cầm trên tay và những cái con Yo-Yo khác nó đứng gió bao lâu
Và hôm nay anh sẽ làm một cái phép tính để anh so sánh thử coi coi thật sự Nado đứng gió lâu hơn hay là Yoyo đứng gió lâu hơn. Và chắc chắn cái con Yoyo tầm trung với giá 240.000 này sẽ đứng gió không bằng cái con Nado đâu. Bởi vì con Nado được giật ra bởi cái dây thông thường này thì theo phép tính của anh Phi tính thì chắc cũng khoảng tầm hơn 3 phút. Chỉ có những con Yoyo tầm cao khoảng tầm từ 500-700.000 cho tới vài triệu là nó xài được những cái bạc đạn mà gọi là bạc đạn loại cực kỳ xịn á. Hoặc là các bạn độ lên những cái bạc đạn mà gọi là bạc đạn sứ á, cái viên bi nó làm bằng sứ chứ không phải viên bi nó làm bằng sắt á, thì có khả năng là nó quay lâu hơn con Nado này thôi. Thì bây giờ ở đây nó sẽ có hai con Nado thôi, giờ anh chiến đấu thử cho các bạn xem đi ha. Nado nó đánh với nhau như thế nào. Nhưng mà khi đánh như vậy thì chạy cái cảnh này rồi anh Phi làm sao, anh Phi làm quà tặng cho các em đây. Thôi hiện giờ đồng ý nha, anh Phi sẽ cho nó đấu với nhau ha. Rồi sau này có làm quà tặng thì các bạn cũng biết rằng là nó trầy là do anh Phi làm chương trình thôi chứ không phải là nó trầy ha. Không phải là trầy là do nó bị hư. Rồi cái này cũng vậy, cũng vô dây xong xuôi. Và chúng ta sẽ bắt ngàm đó cho nó dính ha. Rồi. Rồi con này thì không chơi cái ngàm xanh dương được, phải chơi cái ngàm xanh lá nó mới bắt ha các bạn ha. Đây. Nó phải đúng cái rồi đó, thấy không các bạn. Rồi anh Phi sẽ giật con quay Nado phần 3 ra cái đã. Con quay này cũng cực kỳ lạ, nó được sơn toàn bộ bằng cái màu nhũ vàng. Các bạn rất là khó cái tìm cái con quay này rời riêng lẻ trên thị trường. Con quay này nó nằm trong bộ tứ chiến thần hội tụ mà ngày xưa anh Phi có lấy về và anh Phi có chia sẻ lại với các bạn, mà hình như cũng có 12 hộp thôi các bạn. Giá nó đợt đó anh Phi để là hình như 600 mấy các bạn. Rồi, thấy không? Cái lực giật của nó có vẻ là không bằng với cái con Nado này. Đó, đánh nhau thấy không? Ai đã từng chơi Nado rồi thì các bạn sẽ thấy nó đánh nhau. Đó là cách chơi của Nado hả các bạn ha. Đánh nhau. Từng một thời làm mưa làm gió với Nado 1, với những cánh chim bão tố, rồi sau đó là cánh chim bão lốc, xong đó là chiến thần gì đó, chiến thần phong thần bão tố gì đó ha. Nhưng mà sau này nó trở thành là con quay chiến thần. Phần 1 thì do công ty An Sinh nhập khẩu và phân phối, và tiếp tục là tới phần 2 thì hôm nay anh Phi không có mẫu ở đây, thì phần 2 cũng do công ty An Sinh nhập khẩu và phân phối luôn, và kế tiếp phần 3 là do công ty Việt Tân Anh các bạn ha. Và bây giờ anh Phi sẽ không cho nó đá với nhau nữa, và anh Phi sẽ test với cái con Yoyo. Và nhiệm vụ của anh Phi bây giờ sẽ khui cái con Yoyo này ra để anh Phi vô giày cái đã. Và anh Phi chắc một điều rằng á, những cái người chuyên nghiệp quăng con Yoyo này ra có thể là sẽ đứng gió lâu hơn anh Phi. Nhưng mà hôm nay anh Phi sẽ mượn tạm ha, múa rìu qua mắt thợ chút xíu để anh Phi test thử xem Nado và Yoyo con nào đứng gió sẽ chạy được lâu hơn khi mà tung chiêu ha. Tại vì hai con này nó đều quay, một con thì quay trên trục thẳng, một con thì quay trên trục ngang các bạn ha. Thì bây giờ anh Phi sẽ thử xem coi chúng ta sẽ có ai sẽ là tân vương của ngày hôm nay đây. Giống như là một cái trận đấu vậy hả các bạn ha. Đấu thì phải có thắng có thua chứ. Đấy. Và nếu ở nhà ai có cả Yoyo và cả Nado thì các bạn cứ thử như anh Phi xem ha. Anh Phi lúc nào trên bàn làm việc anh Phi cũng có một cái sợi dây. Và anh Phi sẽ không chơi trick đâu nha. Tại vì anh Phi chơi trick trên dây đó là cực kỳ cùi. Anh Phi chỉ có quăng Yoyo thôi. Và bây giờ anh Phi sẽ cho cái con Nado quay trước đi ha. Chúng ta trên lệch nhau mấy giây chắc anh nghĩ chắc cũng không có đến nổi đâu ha. Rồi, đây. Anh Phi sẽ chuẩn bị sẵn. Thôi bây giờ mình sẽ cộng thêm 5 giây cho Nado đi nha. Đó, cộng thêm 5 giây cho Nado ha. Hay là 10 giây đi ha. 1, 2, 3. 10 giây ha. Rồi, anh quen quăng xéo rồi các bạn. Anh Phi quăng hơi xéo con Yoyo của mình đây, cho nên là có thể là Yoyo sẽ chiến bại, nhưng mà cũng chưa biết đâu ha. Tại vì lực giật của anh Phi là khi mà giật cho con Nado á là anh Phi cũng giật ở tốc độ thông thường thôi, và dây giật thông thường thôi, chưa phải là dây nâng cấp ha. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái cuộc chiến giữa Nado và Yoyo, giữa một con là quay dựa trên lực thẳng đứng và một con là lực treo ha. Có vẻ là con Yoyo đang nghiêng ra đây ha. Xếp thứ nhất là xem ai thắng đây. Các bạn hỏi anh là đứng gió thì anh sẽ phải có một cái sự so sánh.
Tại vì nếu mà chỉ có đứng gió thông thường thì nó sẽ không rõ ràng, và phải có một cái so sánh nhất định chúng ta mới có thể thấy được là cái nào hơn cái nào ha các bạn ha. Và có vẻ là con Nado dần dần đang yếu dần rồi đó các bạn. Anh chỉnh máy chút xíu nha, anh phóng to hơn chút xíu ha. Đó là đứng gió. Các bạn hỏi về đứng gió của Yo-Yo, con nào lâu hay không lâu, con nào mau hay không mau. Tại vì khi quăng ra nó phải dựa trên cái trục nữa, rồi nó phải nó nghiêng từ từ nè các bạn thấy không. Rồi cộng 10 giây. Nếu chúng ta cộng 10 giây cho Nado thì có vẻ là hai con này bằng ngang ngửa nhau đó các bạn ha. Và các bạn tính thử coi từ lúc anh Phi quăng ra cho tới thời điểm mà nó đứng là bao nhiêu phút các bạn ha. Đó là một cái sự so sánh rõ ràng nhất về Yo-Yo và Nado, để thấy được sự gọi là đứng gió và như thế nào. Một lực giật thông thường, một cú quăng thông thường nó đã là như vậy. Vậy thì những người chuyên nghiệp hơn, lực giật tốt hơn, dây dài hơn và lực quăng tốt hơn thì nó sẽ như thế nào hả các bạn ha. Và phần đó anh sẽ để lại cho các bạn để các bạn nhận định. Và bây giờ anh Phi sẽ kết thúc đoạn clip này ở đây và không nói gì thêm nữa. Yo-Yo này là con gấu đen hoang dã đỏ đen ha các bạn ha. 9933 gạch cái gì đó, 33 là 37 hay 39 gì các bạn xem trên Sendo giúp anh Phi. Và đây là Nado cực địa thiên kim ha, phần cơ bản nhất và vị ép 119.000 hiện nay đang được mở bán tại trên Sendo rồi, Abo trên Sendo và cũng có mặt tại cửa hàng Abo luôn. Ai ở gần Abo thì có thể bước ngay đến cửa hàng 349 Tôn Đản, phường 15 quận 4 để mua những cái sản phẩm hàng Audi chính hãng này. Và các bạn cũng có thể mua những cái con Yo-Yo mà anh Phi đang có hiện tại có mặt ở cửa hàng với một cái giá tương đối ổn là 240, và cái khả năng nó là như vậy các bạn có thấy rồi ha. Và anh Phi để đây không nói gì thêm nữa, và anh Phi sẽ kết thúc clip mình ở đây. Và thông tin về mua hàng, số điện thoại của anh Phi chắc cũng không lạ lẫm gì với các bạn. Và nhưng anh Phi vẫn nhắc lại 0907902742. Anh Phi có thể nhận đặt hàng trực tiếp cho các bạn từ 9 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều. Nếu các bạn không rành đặt hàng trên Abo trên Sendo, còn nếu các bạn rành đặt hàng trên Abo trên Sendo thì cứ đặt hàng ở trên đó, có thể các bạn sẽ được hỗ trợ về phí. Còn nếu các bạn ở các quận huyện nội thành thành phố Hồ Chí Minh, các bạn muốn giao hàng trong ngày và chấp nhận phí 33.000 một lần thì các bạn cứ gọi trực tiếp cho anh Phi. Anh Phi sẽ sắp xếp từ 9 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều, có thể giao trong vòng 2 tiếng là các bạn sẽ có hàng ngay tức khắc thôi ha các bạn ha. Và nhắc lại, Yo-Yo và Nado đôi lúc nó có một cái gì đó giống nhau, đó chính là cái đứng gió, cái lực quay trên một cái khoảng thời gian khi tung ra một chiêu. Vậy thì con nào hơn không quan trọng, quan trọng là nó đem niềm vui gì tới cho các bạn thôi. Và anh Phi sẽ kết thúc clip mình ở đây. Và các bạn đừng hỏi cái bàn màu đỏ này có bán không, đừng hỏi những các Nado này có bán không. Chỉ có bán con này thôi, 604114 cực địa thiên kim. Còn các cái này là hàng của bạn Bo trong nhà, bạn Bo chơi và bạn Bo đang lưu giữ lại để làm kỷ niệm các bạn ha. Hàng này là hàng phiên bản giới hạn, anh Phi đem về cũng chỉ có mười mấy hộp nhưng mà cũng đã một năm mấy rồi, anh Phi cũng đã chia sẻ hết cho tất cả các bạn rồi. Nếu các bạn xem clip này mà ai có cái này thì chia sẻ cùng với anh Phi nhé, tại vì không có ai có, không có nhiều đâu, không có nhiều bạn có cái này đâu ha các bạn ha. Và bàn đấu này cũng cực kỳ đặc biệt, nhưng mà sắp tới anh Phi cũng có về những cái bàn đấu nhỏ dày để phục vụ cho những ai yêu con quay. Và sắp tới thì có một số mẫu của Long Thần Hội Đấu cũng sẽ về, nhưng mà khoảng 10 ngày nữa, cũng chỉ là mỗi một mẫu chỉ có 10 con thôi nhé các bạn nhé. Anh Phi không lấy về nhiều quá nhiều đâu, tại vì bản thân nó là hàng xách tay, cho nên anh Phi sẽ không lấy về quá nhiều. Rồi cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ clip anh Phi nhé.